Trong niềm hân hoan, toàn dân hướng về sự kiện trọng đại khai mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tỉnh Quảng Trị cũng đón nhận tin vui khi Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, Quảng Trị vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Dự án điện khí LNG Hải Lăng có địa điểm đề xuất thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với quy mô công suất là 4.500 MW. Trên tinh thần hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị, nhất là phát triển thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung, Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trong đó bổ sung giai đoạn 1 quy mô công suất là 1.500 MW vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành hướng dẫn cụ thể các nội dung về địa điểm, công nghệ sử dụng, có tính đến khả năng khai thác các mỏ khí tự nhiên ngoài khơi tỉnh Quảng Trị.